Xin chào quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt ở đường Nguyễn Hữu Cầu và khu vực ngã tư với Trần Quang Khải. Hôm nay là chiều ngày 30 tháng Chạp. Mời quý vị xem không khí cũng như quang cảnh của trung tâm Sài Gòn vào dịp cuối năm. Thì quý vị thấy hiện tại bây giờ thì cái quang cảnh cũng như khu vực xung quanh thì nó đã vắng hơn rất nhiều như thế này. Đa phần thì các những người nhập cư đến với thành phố Hồ Chí Minh để lao động và làm việc thì đã về quê. Quý vị thấy những căn nhà cũng còn các kiến trúc cổ xưa tới giờ. Bên kia là đường Nguyễn Kim Khanh. Một số hàng quán vẫn còn mở cửa cho đến ngày hôm nay. Và đây là đường Trần Quang Khải đây quý vị. So với mọi năm thì ngày hôm nay có lẽ là đường phố vẫn còn đông và náo nhiệt như thế này. Đây Thịnh Nguyễn sẽ đi bộ dọc theo đường Trần Quang Khải một đoạn để quý vị ngắm nhìn đường phố Sài Gòn đêm 30 tháng Chạp, tức là đêm giao thừa đấy quý vị. Tết thì quý vị thấy mọi gia đình đều muốn trang vàng cho nhà mình đẹp bằng những cái chậu hoa phía trước như thế này. Quý vị đang nhìn thấy một vài shop quần áo thì vẫn tranh thủ mở để có thể kiếm thêm được một chút gì đó. Còn tất cả những cái cửa hàng, cửa tiệm về ăn uống, một vài ăn uống cũng như sửa chữa cái xe cộ rồi thì đã đăng phần đã đóng cửa hết rồi. Rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Thịnh Nguyễn.